Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang sử dụng phần mềm kế toán của Mộc Lan. Trong video này thì Mộc Lan sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách update dữ liệu từ phần mềm kế toán năm 2022 sang năm 2023 để làm tiếp. Thì thông thường ấy, cái phần mềm kế toán này các anh chị có thể làm liên tiếp các năm liền kề nhau được, và dữ liệu cuối năm này nó sẽ chuyển sang đầu năm sau. Tuy nhiên ấy, thì Mộc Lan không khuyến khích các anh chị làm liên tiếp như vậy, bởi vì là dữ liệu nó được lập trình ở trên nền tảng Excel, mà khi các anh chị làm quá nhiều năm thì nó sẽ dẫn đến là nó nặng file và nó xử lý chậm. Nên là chúng ta sẽ làm theo kiểu đóng gói, mỗi năm một file, hoặc nếu các anh chị nào dữ liệu quá nhiều thì chúng ta có thể tách ra mỗi quý là một file. Thì cái cách làm cũng sẽ là tương tự như sau. Đầu tiên ấy, thì các anh chị cần chuẩn bị cho Mộc Lan một cái file Excel trắng. File Excel trắng tức là một cái file mà các anh chị chưa làm một tí nào, như là khi mà mới bắt đầu Mộc Lan cài phần mềm cho các anh chị ấy, thì nó là một cái file trắng và tất cả các cái dữ liệu ở trên đây nó chưa có một cái gì hết. Đó, thế thì các anh chị nên chuẩn bị một cái file trắng đó để chúng ta làm cho năm 2023. Được chưa? Thế và cái dữ liệu 2022 thì là cái file mà các anh chị đang làm, đang lưu rồi. Nếu mà các anh chị nào mà chưa, không còn trên máy cái bản trắng này thì các anh chị có thể liên hệ với Mộc Lan. Để Mộc Lan gửi lại cho anh chị cái file trắng đó, để chúng ta sẽ lấy cái file đó làm cái file dữ liệu để chúng ta update từ năm 2022 sang nhé. Hoặc là các anh chị có thể vào cái nhóm Mộc Lan phần mềm hộ kinh doanh này. Ở đây Mộc Lan có ghim cái phần mềm. Ở đây Mộc Lan có ghim cái link tải phần mềm, thì các anh chị có thể vào đây để update cái file trắng mới nhất về các anh chị cập nhật. Thế còn quy trình thì chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Trên màn hình của Mộc Lan là hiện tại đang có hai file. Một file dữ liệu là thông tư quý 4. Tức là cái file này nó sẽ có dữ liệu. Cái file này là file dữ liệu của quý 4 năm 2022. Nhưng nếu mà các anh chị là làm trong một năm thì các anh chị hiểu cái quy trình copy từ quý 4 hay là copy từ năm thì nó cũng tương tự nhau thôi. Cách thức làm như sau nhé. Đầu tiên thì các anh chị phải hiểu là cái phần mà các anh chị khai báo là cái phần nào. Cái phần nào là sổ gốc, còn cái phần nào là phần mềm nó sẽ tự động chạy lên, thì các anh chị sẽ hiểu được cái bản chất của nó để chúng ta biết cách copy nhé. Ví dụ như là bây giờ chúng ta làm tiếp cho năm 2023 thì chúng ta chỉ cần copy cái số dư cuối kỳ của năm 2022 trở thành cái số dư đầu kỳ năm 2023, đúng không ạ? Mộc Lan ví dụ như là cái sổ tổng hợp tồn kho này, thì đến cái ngày 31 tháng 12 năm 2022, số dư cuối kỳ, tức là cuối năm 2022, tồn kho nó sẽ còn số lượng lần này và giá trị lần này. Thế thì bây giờ chúng ta để làm tiếp cho năm 2023 ấy, thì chúng ta phải update toàn bộ cái dữ liệu cuối năm 2022 này, nó sẽ là dữ liệu đầu kỳ năm 2023, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần là copy các cái mã hàng tồn kho này. Đấy, chúng ta sẽ chỉ cần copy mã hàng, tên hàng, đơn vị tính và kho. Các bạn nhấn Ctrl C này. Sau đó sang cái file dữ liệu trắng, vào cái phần danh mục hàng hóa. Sau đó các anh chị copy, mà các anh chị chú ý là copy đừng có Ctrl V nhé. Đừng có Ctrl V vì nó sẽ copy cái định dạng của file kia vào, nó dính link vào nó rất là nặng đấy. Thì các anh chị click chuột phải này, xong nhấn vào cái số 123 này. Copy value thôi. Đấy. Thế còn cái số lượng tồn và giá trị tồn này, tại sao chúng ta không copy số lượng và giá trị luôn? Vì nếu mà copy số lượng và giá trị này thì nó sẽ là số lượng và giá trị tồn đầu kỳ. Nhưng mà cái số liệu mà chúng ta đang cần nó phải là cái số lượng và giá trị tồn cuối kỳ này cơ. Thế là chúng ta sẽ Ctrl C ở đây. Và chúng ta sẽ quay sang đây. Đây là cái file trắng nhé. Cái file trắng. Và nhấn vào cái số 123. Thế là chúng ta đã copy xong được cái phần danh mục vật tư đầu kỳ. Được chưa ạ? Nếu mà các anh chị muốn chuyển sang cái file Excel bên cạnh thì các anh chị nếu mà đang đồng thời mở hai song song hai cái file này nhé, thì các anh chị có thể nhấn phím Alt Tab. Đó là nó tự động nó chuyển sang cái file thông tư quý 4. Đây cũng là một kỹ năng Excel mà không chỉ sử dụng phần mềm của Mộc Lan đâu. Các anh chị làm bất kỳ một cái file Excel nào, các anh chị cũng nên biết thêm những kỹ năng này, những cái thao tác này để chúng ta làm việc nó tiện lợi hơn. Được chưa ạ? Đấy là xong cái phần tồn kho. Cái phần thứ hai mà chúng ta cần copy đó chính là phần danh mục khách hàng nhà cung cấp. Đấy, danh mục khách hàng nhà cung cấp thì chúng ta sẽ copy cái phần này. Copy cái phần này, Ctrl C. Sau đó nhấn Alt Tab này để nó chuyển sang file kia này. Sang cái file trắng này, vào danh mục khách hàng nhà cung cấp này. Đấy,
kéo cái thanh công cụ này lên trên cùng nhá. Đấy, kéo lên trên cùng. Sau đó click chuột phải vào cái dòng đầu tiên, nhấn vào 1, 2, 3. Được chưa ạ? Các anh chị chú ý nhá, riêng ở cái mã khách hàng nhà cung cấp này, nó phải có cái cột số thứ tự như này. Mộc Lan giả sử nếu các anh chị không điền số thứ tự ở đây, đấy, sau đó các anh chị vào cái phần chứng từ mua hàng mà các anh chị chọn tên ấy, thì nó không có chạy ra cái tên ở bên này đâu. Nó chỉ ra mã thôi, nó không ra tên và địa chỉ. Thì sau này lưu dữ liệu nó sẽ bị sai. Nhưng mà nếu mà các anh chị quay ra đây, các anh chị đánh lại số thứ tự này. Thế nên lỗi này rất nhiều người gặp, nên là tiện thể thì Mộc Lan sẽ nhắc nhở các anh chị luôn. Đấy, các anh chị điền cái số thứ tự ở cái phần danh mục khách hàng nhà cung cấp vào. Thì trong quá trình các anh chị nhập ấy, anh chị nhập thì tự động dữ liệu tên nó sẽ chạy sang bên này. Các anh chị nhìn thấy chưa? Đấy là một cái lưu ý nhỏ. Đấy là ở cái danh mục khách hàng nhà cung cấp thôi, còn danh mục vật tư thì không cần các anh chị điền cũng được. Đó, một số cái. À, ví dụ như sổ nhập xuất chi tiết này cũng vậy, bắt buộc phải điền cái số thứ tự ở đây để chống là nó sẽ bị ghi đè. Đấy là một số cái phần quan trọng mà các anh chị cần chú ý thôi. Còn đâu là những cái nào Mộc Lan không nhắc là các anh chị sử dụng không cần đánh số thứ tự cũng được nhá. Đấy, danh mục khách hàng này, danh mục nhà cung cấp này, thế là ví dụ nếu mà có sổ quỹ, nếu mà tồn ấy, quỹ tồn đầu năm mà nó, ví dụ như là xem này, xem cái dữ liệu này, cái sổ tiền quỹ tiền mặt là đến cái ngày 31 tháng 12 của cái hộ kinh doanh này đang còn bao nhiêu tiền, 192412000 đúng không? Thì các anh chị vào danh mục tài khoản, danh mục menu quản lý hệ thống, menu quản lý hệ thống, anh chị vào danh mục tài khoản này, điền cái số tiền quỹ tồn ở đây, đây 192412000 đó, thì nó sẽ ra cái của tiền mặt. Thế lại phải sang tiếp xem cái tiền gửi ngân hàng của bên này có số dư của tiền gửi ngân hàng không. Hộ kinh doanh này không có liên quan đến tiền gửi ngân hàng thì không điền. Thế nếu mà có thì các anh chị sẽ điền vào cái tài khoản chi tiết nhất ở bên này. Thì lập tức nhá, các anh chị vào cái sổ quỹ tiền mặt này. Đấy, lập tức cái số cuối kỳ năm trước nó đã trở thành tồn đầu kỳ, và đây là cái dữ liệu năm 2023. Nhưng mà các anh chị một điều lưu ý nữa là khi các anh chị làm năm 2023 thì vào cái phần thông tin doanh nghiệp này để sửa lại năm là năm 2023 nhé. Để khi chúng ta nhập 2023 thì nó mới lên sổ được. Được chưa? Và tồn kho này, khi mà Mộc Lan copy cái danh mục kia vào thì lập tức những cái dữ liệu lúc nãy nó đã thành tồn kho rồi. Các anh chị có thể kiểm tra lại bằng cách kiểm tra số lượng và giá trị ở đây là 193192000 đúng không? Thì sang cái file của quý 4 này xem nào. 193192000 đấy, lượng và giá trị nó ok rồi. Thế thì tóm lại là tồn kho thì nó chỉ có danh mục cái đầu kỳ, nó chỉ có phần đấy thôi. Chỉ có phần đấy thôi, còn toàn bộ các cái sổ sách này là nó đã tự động được chạy lên rồi. Thì là trong kỳ các anh chị nhập vào nhập liệu chi tiết này thì dữ liệu nó sẽ tự động chạy lên các cái sổ sách thôi. Cái phần nhập liệu thì các anh chị đã biết rồi đúng không? Đấy, quy trình thì update dữ liệu đầu kỳ cũng tương đối là dễ dàng. Đối với hộ kinh doanh nào mà liên quan đến giá thành thì các anh chị sẽ update một số phần nữa. Nếu mà có định mức sản xuất, đây là hộ kinh doanh thương mại, Mộc Lan ví dụ. Nếu mà các anh chị nào làm bên giá thành ấy, thì các anh chị chú ý các anh chị sẽ copy cả cái phần định mức sản xuất này và cái lập lệnh sản xuất này vào bên cái file kế toán giá thành của năm 2023. Nếu năm 2023 các anh chị vẫn sản xuất mặt hàng đấy và vẫn cái quy cách đó thì các anh chị có thể copy, còn nếu không thì nếu mà không có những cái định mức cũ, không có sản xuất các mặt hàng cũ thì chúng ta không cần update phần này nữa. Đấy là những cái phần lưu ý cơ bản để chúng ta update dữ liệu từ bản cũ sang bản mới thôi. Tương tự đối với phần mềm kế toán doanh nghiệp thì cũng tương tự, cũng chỉ update cái phần đấy để chuyển cuối kỳ năm trước sang đầu kỳ năm sau mà thôi. Các anh chị lưu ý nhé. Đây là toàn bộ những cái phần lưu ý mà Mộc Lan muốn nhắc nhở đến những anh chị nào đang sử dụng phần mềm kế toán của Mộc Lan. Đã kết thúc năm tài chính 2023 thì chúng ta sẽ update dữ liệu sang một file mới theo cái quy trình như Mộc Lan vừa hướng dẫn để các anh chị làm, và chúng ta đã hoàn thành xong được cái quy trình update rồi. Chúc cho các anh chị có một cái kỳ kế toán 2023 ghi sổ là thành công, hiệu quả và đem lại được nhiều giá trị lợi ích cho trong công việc cho các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo.